Dạ, xin kính chào tất cả các cô chú. Hôm nay thì con lại làm về nói về cái chủ đề U77 tiễn vợ hay cô chú ha. Đó thì hôm nay gần gần rồi cô chú ơi. Bó tay luôn rồi, con nói thật, già cả rồi, thôi dưỡng sức đi ông ơi. À, ông ở ngoài đời là ông 86 tuổi rồi, không phải 77, 78 gì đâu. Phải chi mà năm 60 tuổi con không nói cô chú phải không? Còn này làm ăn được gì nữa? Ô, nghe hả, cái chú kia hả, ở gần nhà đó nói mà cười muốn bể bụng luôn cô chú. Không nói làm gì được đâu, sáng đêm mò không gì đó, ngóc đầu đâu có nổi, già rồi cầu lấy hả, mà cần cẩu kéo lên nó còn không ngóc lên nổi nữa. Thì cái bà kia sáng đêm mới chịu đâu có nổi, ở được có 2 3 ngày là bắt đầu hay là ông chạy rồi, là người ta chạy bỏ ổng rồi, ôm quần chạy không kịp, không có biết có còn sót lại cái quần nào nữa không, chứ là con thấy rồi, đừng nói chi dép, quên bận quần luôn, bận không kịp luôn á, chạy á, chứ đừng nói là chạy bỏ dép. Nói chứ cái tuổi đó đó cô chú, là đâu có cần mà phải tiễn vợ mà làm gầm gan trên mạng đâu. Con nói nếu mà mình là một cái người đàng hoàng, là một ha, là cái người thông gia nè, một cái người ông, người chồng, người cha biết bao nhiêu của đứa cháu không cô chú. Ổng là cháu ổng là 50 mấy đứa cháu đó cô chú coi. À, mà làm ăn sống nhăn lên người ta cười chê phải chi á, mà hả lên á, cái kênh gì á, cái kênh mà tôi muốn hẹn hò hay này nọ của đài truyền hình đó ha, chính thức của Quyền Linh với MC Cát Tường rồi mình không nói cô chú, người ta cũng sàng lọc, còn đưa vào những cái kênh kết nối bá dơ bá láp đó. Con nói thiệt, bây giờ các kênh YouTube hầu như là làm với cái chủ đề xàm xí như cô chú, làm như là đem lên hay là làm cho cười cho thiên hạ vậy đó, để có like có view. Chứ giờ con hỏi cô chú nè, một ông cụ ông vậy đó, ai dám ha, mà rước về nhà để lãnh cái cục nợ. Mình nói không phải mà mình nói quá cô chú, nhưng mà cô chú nghĩ thử ơi, như bây giờ cô chú là đặt trường hợp cô chú nè, bây giờ nè ha, mình ở cái tuổi 40 50 60 70 80 đi phụ nữ đó đó, cái tuổi đó ha, là cái niềm vui là cái gì, là gia đình của mình, là con cháu nè, bây giờ là ví dụ như chồng có chết đi nữa thì chỉ cần giữ cháu, chơi với cháu là vui rồi phải không cô chú. À, rồi xong có tiền à, thì con cái nó lo đi đâu lâu đi du lịch hay đi ăn uống đồ, rồi thì ở đầu phải chỉ cái tuổi xế chiều thì vậy là cảm thấy hạnh phúc rồi, niềm vui vậy thôi. Còn mấy mẹ tôi tính nhào vô cũng kiếm ăn đó, giàu vô phải chia cái củ cải. Trời ơi, nghe nói nhà ổng hả hả là biệt thự này nọ rồi he, ruộng đất đồ phì nhiêu rồi he cô chú ha, nói chung là có tiền đó, nhà nuôi yến đồ, ai hỏi nhà của con ổng à, rồi bán tiệm tạp hóa lớn lắm, không phải con của ổng đó, cũng ham hố, cũng muốn nhào vô ăn của người ta, cũng tham lam đó cô chú, con nói thiệt. À, và cũng là cái dạng như không đàng hoàng, con nói ha, mình không phải mà mình nói mình đàng hoàng cô chú, nhưng mà ví dụ như mình đi cô chú, không may mình không có chồng có vợ đi ha, mình cũng đâu dám lên làm những chuyện tào lao vậy, xấu hổ không cô chú. Ừ, bây giờ mình đàng hoàng mình ở nhà nè, cũng có người lợi, người ta dạm hỏi người ta cưới nếu mà mình đàng hoàng. Còn cái này ha, ông đi rượt hết trơn cái nơi địa phương của ổng rồi, đàn bà giá có bao nhiêu là ông dứt sạch mẹ rồi. Nghe chồng người ta mất thì con nói cô chú chút xíu thôi ha, thì ông lại tòm tèm ông lại rồi. Ổng thuộc về cái dạng già dê cô chú, nhìn đi trời, nhìn mặt ổng không hiểu làm sao mấy mẹ đó khen đẹp này nọ, phúc hậu hiền từ, trời trời nhìn cái da mặt nó dày như cái tàu mo à, mà con nói cô chú hay già gì đâu mà cái nết không có biết giữ gì trơn cô chú. Riêng về cái phần ổng ha thì cô chú thấy rồi đó à, bây giờ nè cô chú thấy không, đổi quần với người ta rồi bây giờ lên hăm he, không cho cộng đồng mạng nói, ai cũng có quyền bình luận hết trơn cô chú. Mình nó trước khi á, mình á đưa lên trên cộng đồng mạng thì mình cũng đã biết rồi à, cái kết quả nó đâu có như mình mà à, nghĩ đâu cô chú. Mà bây giờ cô chú để ý đi, con dám bảo đảm cô chú luôn, hầu như á, là những cái trường hợp gì cũng vậy, từ cái câu chuyện làm từ thiện hay là kết nối yêu thương hay là cái trường hợp gì đi nữa là con thấy rồi, qua hả cái bàn tay của các kênh YouTube là nó làm tành bành tày quầy rồi riết rồi, ai cũng tai tiếng hết. Có nghĩa là người nào mà xuất hiện lên trên cộng đồng mạng đi là chỉ nhận về, là con nói cô chú là gạch đá thôi chứ không có như trong mơ đâu. Trời ơi, mấy cái kênh khác á, cái kênh mà truyền thông ha, mà dạng như á, ví dụ như ở đài truyền hình Vĩnh Long hay đài VTV3 này nọ cô chú, thì quạt may người ta chia sẻ một lần hai lần là quá rồi, còn cái này để câu like câu view mỗi ngày đưa lên biết bao nhiêu thước phim rồi bắt đầu có chuyện gì đâu, nói tầm bậy tầm bạ, bươi móc đời tư ra để diệt tích câu like câu view.
Rồi xong phải không? Có khán giả điện lại cái đầu cái mặc dù đang quay đó nha, đang quay ông U70 đó, nhưng mà có khán giả lại điện bươi móc cái ông U77 này là sẵn sàng đưa lên. Thì con thấy cái cô chú thấy không, làm YouTube không có tâm, làm tầm bậy tầm bạ không à, kết nối cái gì, già thở không nổi, làm ăn gì nổi. Bây giờ con nói đi, ví dụ đi, ví dụ là một ông và một bà, hai người đến với nhau đó, vì cái gì mình cũng phải tư vấn trước. Bây giờ ông nè, ông còn làm được hay không, ví dụ như một phút không đồng nói với cô chú, phải phỏng vấn riêng, phỏng vấn kín không, còn làm ăn được không. Tại vì thường thường phụ nữ đó, người ta chấp nhận về làm vợ mình thì cũng phải có cái chuyện chăn gối, cái chuyện đàn ông này nọ người ta mới chịu, phải không cô chú? Chứ giờ con nói cô chú ha, đó, làm ăn không được nữa thì thôi, người ta ở nhà mẹ đi, mắc mớ gì là phải đi về làm vợ ổng rồi phải lo phục tùng ổng, nó không như ở đợ, phải không cô chú? Thì mình hỏi nhỏ nhẹ ông già rồi, 77 tuổi rồi, mà con nghe nói là 86 tuổi ở ngoài rồi, có đúng hay không, ông còn làm ăn nổi không, cái đó con hỏi thiệt, phải không cô chú? Thì rồi hả hả là mình hãy hãy tiến tới. Được rồi này nọ, rồi bây giờ hỏi bên bên bà kia này nọ gì. Thì con á, cũng có hỏi thăm ông á, thì ông còn làm ăn được chứ không phải làm ăn không được đâu. Nó suy cho cùng thì là mình cũng phải làm một cái cuộc á, mà hả, trắc nghiệm, phải không cô chú? Chơi con hay chưa gì hết trơn, cặp đôi làm đám ầm 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 đi về quê, về quê sống chung với nhau 1 2 ngày, bây giờ hả lòi ra ông nội tôi già rồi, làm ăn gì nổi đâu đó, gọi đầu bỏ của rầm lỡ dở không. Tiếp tục vừa xong cái đi tiễn cái bà khác đó, cái bà Sóc Trăng cũng nhào vô cũng ham hố, rồi bây giờ chính bà ta lên cũng phót. Con nói cô chú, trong câu chuyện này ai cũng vậy, ai cũng là người có lỗi, thậm chí các kênh YouTube kết nối cũng có lỗi, mà hả cái bà ở Sóc Trăng hay cái bà kia hay là cái ông U70 cũng có lỗi. Già rồi, trời ơi, đạo đức nhân phẩm tư cách, trời ơi, làm thấy nhục nhã cô chú con thiệt. Mấy con mẹ sồn sồn già rồi thôi, thấy không, an phận đi, chồng con gì nữa trời. Cái thời gian này nè là mình chăm sóc con mình, cháu mình, cho nó làm ăn, mình ở nhà mình giữ cháu đi cô chú, phải không? Mình là một người bà tốt. Trời con này tự nhiên cái đầu cái hả cũng tham lam lắm, nhắm vào thấy ông ta này nọ nổ, ông già cô chú, nhưng mà ông nổ, trời ơi, hồi đó ông sanh nó gần ở trên cái kho lựu đạn đấy, bây giờ ông đi lên cái kênh của ông Phúc một cái ha, đầu ha ông quăng bên đây một trái bên kia một trái, ông nổ quá trời. Mấy bà này cứ tưởng đâu thật, về rồi không như là mơ đã, thất vọng đó cô chú, rồi bắt đầu ha là từ từ rút lui. Cô chú nghĩ để ý thử đi đó, những người này ha mà lên mà kết nối yêu thương mấy cái kênh tào lao nè, cô chú thấy không, có ai đàng hoàng không? Dân không đàng hoàng, không có chuẩn mực gì trơn á cô chú, cho nên mới như vậy. Còn mình đàng hoàng đấy cô nói thiệt, ai dám lên, phải không? Mình nhờ, mình có muốn chồng đi nữa mình cũng nhờ cạnh người mai mối ở xóm mình hay là ở tỉnh khác, bên xuôi gia bên cháu nội cháu ngoại đồ, chứ ai đâu mà lên mạng dòng bá dơ bá láp, con nói thiệt, dân tào lao mới lên mạng đó. Nó tóm lại là chị đó cô chú đó, rồi ha ngồi ngồi ha, ổng ngồi đó một đống bà xung quanh, trời ơi chịu cái tối là tôi vớt về nhà tôi liền đó, làm gì mà gấp gáp dữ vậy đó, thấy không? Cũng gì cứ nghĩ củ cải tươi còn ngon còn được này nọ cô chú, ai ngờ đâu nó héo mẹ rồi. Mà hả cả đám đàn bà hả, chỉ dành nhau một cái củ cải héo queo mà không 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 biết mình lầm đó, thì cái bà nào là may mắn đó thì lọt vào cái tầm ngắm của ổng trước tiên, thì bắt đầu mới phát hiện ra sử dụng không được đó, rồi bắt đầu cái bỏ của chạy. Nghĩ cái cô chú, bốn ok 100 mấy chục người, 100 mấy, có những người nói là 200 ngoài bà đó, mà bu quanh ông một ông già như vậy cô chú nghĩ thử coi, nếu mà cô chú là cô chú nghe những cái lời giới thiệu của ông vậy đó, thì cô chú nghĩ coi mấy cái bà đó vì cái gì, có phải vì tiền không, cũng vì tiền đó. Trời ơi, mình nè cô chú, mình cũng là đàn bà hoặc là cô chú cũng là những ông già bà lão, cô chú thử ấy, người ta ha bốn mấy 50 60 tuổi, lỡ như vợ người ta có bệnh qua đời, người ta cũng ở vậy, người ta nuôi con, giờ người ta sống với con cháu. Có ai ham hố mà lên, trời ơi, gọi điện thoại lên kết nối yêu thương, lặn lội từ dưới quê lên bỏ đôi 3 triệu bạc đó, để kết nối, để tìm cái người bạn đời. Con nói cô chú he, dân tào lao thì mới gặp tào lao, dân đàng hoàng không ai chỉ đâu.
Làm hơn là mua con gà, con cá của chú trời ơi, như là con gà móng đỏ hay ngồi xung quanh ổng ha. Bắt đầu ông lựa, ông nhìn từ trên xuống dưới coi cái bà nào mà nước non đầy đủ ha. Đó bắt đầu hay cái ngực tấn công, cái mông phòng thủ rồi ha, đẩy đà ha, kêu xa rồi này nọ ha, đầu lựa. Trời ơi con nói thiệt, rất là bậy bạ. Hình ảnh một cái ông nội ông ngoại người ta mà lên trên mạng làm như vậy, có hỏi cô chú con cháu như thế nào, rất là xấu hổ. Vậy đó mà nghe đâu thông tin con cháu người ta lên tiếng, người ta binh vực ông ta. Rồi giờ không lẽ cái ông hàng xóm đó, ông nói dốc ông có lợi cái gì, ông còn nói ganh nữa mà. Ông Năm Quế bây giờ không tin về đó hỏi những cái bà mà phụ nữ ở xóm ông thử coi đó, người ta chạy mẹ ông không. Người ta ở cách nhau cô chú có 200 m, tức là rất là gần cô chú nghe, chừng hả vài chục bước chân thôi, làm gì người ta không biết. Trời ơi ổng quậy đục nước con cái ổng á, cũng người ta giận người ta nghịch hết trơn. Chứ không phải không có đâu, mà bây giờ cái hay gì bảo vệ ổng cái đầu lên nè, này nọ con cháu người ta vậy nè, có nghịch có gì cái này nọ đâu. Thì con nói thật sự cô chú, thôi đi già rồi hãy nghỉ ngơi đi ông ơi. Biết rồi á, là từ cái câu chuyện con Vi đó cô chú ha, con Vi đó là con thấy là làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam cô chú. Một cái con người phụ nữ Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam mà ăn ở bầy đàn hai cùng cùng một lúc hai thằng đàn ông đó, thì đáng lý ra lại chúng ta lại phải lên án phải không đó. Nhưng mà cái này không, ngược lại là được giúp nhà giúp cửa giúp tất cả. Ăn không ngồi rồi không cô chú đó. Rồi bây giờ hôm nay nè, mấy chị mấy anh mấy dì mấy cô mấy chú mấy bác, con thấy thôi đi quá tai vậy cô chú thiệt á. Làm hả cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam viết rồi con không biết nó ra cái gì luôn cô chú. Con nói thật, từ một cái ông cụ già cũng vậy, 77 tuổi rồi, nhưng mà cái tuổi thật của ổng ở ngoài nghe cô chú nghe là tới 86 lần chứ không phải 77, tại giấu tên vậy đó để sợ người ta hả biết già quá hết xíu quách rồi người ta không lấy, cho nên là phải nói dối đó là 77 tuổi rồi. Thì thôi mình an phận đi đó, mình hả sống thanh thản đấy cô chú, ngày nào được ngày nấy, rồi chừng nào nhắm mắt xuôi tay thì cũng có con có cháu lo. 50 mấy đứa cháu mà giờ con hỏi cô chú nè, cả chục người con không lẽ không có đứa nào lo. Bây giờ ông còn của cải này nọ phải không? Đó, ông bung ra thì thằng nào nè hưởng nhà hưởng đất tao nè, thằng đó lo cho tao, có gì đâu mà phải sợ với ông cô chú, phải sợ không người chăm sóc này nọ rồi. Con nói với cô chú á, con không biết cái nhu cầu sinh lý của ông nó như thế nào, nhưng mà cái tuổi đó rồi mình nên gói ghém này đi. Trời ơi đừng có phô trương lên mạng xã hội quá, nó dập vào một cái đội quần cả đám cô chú thấy không. Bây giờ con cháu là hãnh diện học mơ mốt này ha, lòi ra tùm lum thiếu chuyện đó cô chú, không phải mà tự nhiên vậy đâu. Con nói thật, tại sao sáu bà vợ của ổng mà lại không ở được với ổng, một người nào ở hả tới hả răng long đầu bạc đó mà phải bỏ ổng đi hết. Bây giờ ổng phải lên trên cộng đồng mạng ổng tiễn toàn dân bá dơ dân tào lao gì không. Những người ha mà hả yêu dội cô chú, dạng như mà yêu dội quá không có xác minh này nọ gì đó, không có bền. Cũng như cái cô ở Sóc Trăng, đầu đuôi là cái ông cụ này là vừa chia tay mới có 2 tiếng đồng hồ thì cô xuất hiện chỗ phúc lưu chú không đồng hay người chú nghe, là chỗ cái ngôi nhà tình yêu của các cụ các ông các bà đó nghe. Đó là bắt đầu ha, xong là cái cô này ha, chính miệng cô nói là biết là hay tin đó, thì cái ông này là ông chia tay rồi thì bà bay thiền lên đó, thì bắt đầu là cũng muốn người ta đó, rồi ha cũng muốn được ha, hưởng cái khối tài sản khổng lồ của cái ông đại gia U77 này đó. Ông hứa cho một cái nền nhà vô 600 triệu quá trời ngon rồi đó, nhà cửa có sẵn chỉ về đó là hả bầu bạn với ổng thôi đó. Thì nói chung mình cũng tham đó, mình tham rồi chưa gì chưa rước ổng về nhà đó. Mà con nói cô chú nè, ai cũng vậy, người nào cũng vậy, một khi người ta đã được rồi người ta mới chắc chắn rồi người ta mới bung tiền, chứ còn này chưa gì trơn ha, muốn ông cụ già ga lăng. Ông cụ già làm gì có tiền, có làm gì có tiền đâu, chẳng qua là tài sản ngày xưa có rồi ha, đưa cho con cháu nó mượn thì bây giờ nó trả lần lần xài thôi. Thì mình cái gì mình cũng từ từ, có đâu mà về tiền xe ổng cũng không trả, ổng chùm ổng keo kiệt này nọ. Trời ơi rồi bản thân mình có tốt không, có làm cho người ta tin tưởng không, mà người ta hả phải ga lăng phải không cô chú. Đó, nói chung trong câu chuyện này mấy cô mấy chú không có người nào có nết na gì trơn vậy đó,
à, tính đâu ha là đầu ha là ông này nè, ông cũng tính đâu lấp liếm được này nọ. À, rồi bà cũng vậy, tính đâu ừ ông này chắc cũng còn được được này nọ, thì bắt đầu ha sống thử trước rồi đó, rồi đầu thấy không làm ăn được gì hết trơn, rồi bắt đầu bỏ của chạy lấy người, rồi quay qua nói xấu người ta làm chi vậy. Đáng lý ra phải im lặng cô chú, mình là những cái con người lớn rồi, à, làm cha làm mẹ làm ông làm bà rồi, à, mà lại ha cư xử ha làm trò đùa cho thiên hạ không giờ người ta nè. À, không phải một kênh hai kênh YouTube đâu cô chú, mà tất cả rất là nhiều kênh YouTube của chú thấy không. Đó, rất là hả bức xúc cái câu chuyện này, thì có hai luồng khán giả và hai luồng ha, kênh YouTube của cô chú nghe, chia ra hai phe, một bên là bảo vệ à, ông U77, còn một bên á là lên án giam không có miếng nết. À, thì bây giờ con nói cô chú này, bây giờ gia đình ông ta là đòi thưa cái anh khán giả kia lên là nói là bên kênh hả của Khám Phá 78 đó là đòi thưa kiện người ta với cái lý do bộ chui xuống sàn sao mà biết ổng hả mà làm ăn không được. À, vậy chứ con hỏi cô chú là con dâu con gái gì đó có chui xuống sàn ổng không mà biết ổng làm ăn được, thấy không? Đó, nói chung là cái chuyện nó tế nhị thì chỉ có người trong cuộc người ta mới biết. Thì tại sao cái chú kia biết, thì có nghĩa là cái người trong cuộc kể lại, cái chú đó nói rất rõ ràng nha, cái anh cái chú gì đó nó kể lại rất là rõ ràng đó, là không có làm ăn được hiệu mốc sáng đêm đó, thì người ta chịu không nổi thì hai ba bữa người ta đi, cho nên mới có sáu bà là như vậy đó cô chú, cái đó là có cơ sở nha. À, chứ còn mình đừng có binh này nọ gọi lên ha thưa kiện này nọ bất chấp, không có đúng cái gì cái à, sai ra sai đúng là đúng, à, già rồi à, không có nết lên làm trò đùa còn binh vực bảo vệ gì đây nữa. Bây giờ con hỏi cô chú nè, bây giờ á đâu có phải riêng gì cái ông cụ đó 77 tuổi, giờ con cho 77 tuổi đó. Đó nhưng mà tuổi thật ở ngoài tới 86 cô chú nha. Đó, bây giờ không lẽ các cô các chú nè các bác ở trên mạng xã hội này không lẽ người ta không có những người hay đàn ông lớn tuổi như vậy người ta biết mà con nói thật đó, theo con nghĩ nghe cô chú nha, cái tuổi đó cũng không làm ăn gì được đâu, không có thật, gân cốt này nọ nó mềm nhũn hết rồi. À, lấp liếm thì có, nói chung là có cơ sở người ta mới nói. Dạ thôi cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.